Điều mà bạn cần chú ý vào ngày 10 tháng 1 2024 này nếu bạn là nhà đầu tư trong thị trường crypto, đó chính là ngày 10 tháng 1 này là ngày cuối cùng mà SEC của Mỹ phải đưa ra quyết định là có chấp nhận Bitcoin ETF spot được approve hay là không. Cái thông tin này đã khiến cho thị trường crypto nó đã rise up hơn 20% trong khoảng một tháng vừa rồi, và tới hôm nay Bitcoin đã vượt lên trên 45.000. Và đêm hôm qua, Nick Chersey là chủ tịch của một công ty đầu tư chuyên về ETF đã cho biết rằng á, cái cơ hội mà Bitcoin spot ETF được approve là khá là cao. Nhưng mọi người đừng quên một điều như thế này, xưa giờ chúng ta lúc nào cũng nghe nói một cái câu đó là buy the rumors, sell the news. Có nghĩa là bữa giờ cái rumor là nó sẽ được approve, nhưng mà chúng ta không có biết được nó sẽ được approve hay không. Và có những sự kiện là even là được approve đi chẳng hạn, nhưng giá Bitcoin vẫn có khả năng rớt xuống một nhịp. Bitcoin đã đi từ 24.800 và tới đỉnh điểm vừa rồi là trên 45.300. Đây là một con số đi, nếu mà trong vòng 2-3 tháng vừa rồi, nó đi gần như là gấp đôi luôn. Có thể là từ giờ hôm nay tới cái ngày 10 tháng 1 này, giá Bitcoin vẫn còn tiếp tục tăng nữa, vì cái thị trường vẫn đang ở có một mức độ hype. Nhưng mà chúng ta hãy nên nhớ như thế này, khi thị trường tham lam thì chúng ta nên sợ hãi. Nếu mà mọi thứ nó too good rồi thì chúng ta nothing too good to be true, ok? Nên chúng ta hãy cẩn thận và hãy cho chúng ta những cái chiến lược. Nếu mà Bitcoin được approve đi chẳng hạn thì giá Bitcoin lại tiếp tục tăng nó như thế nào, thì chúng ta phải có những cái chiến lược là mình phải có cái plan ra, có những cái kế hoạch là chúng ta phải chốt lời như thế nào, hoặc là nếu nó đi ngược lại thì chúng ta cũng phải xử lý tình huống đó như thế nào. Nếu quý anh chị muốn biết thêm thông tin chi tiết là chiến lược như thế nào thì chúng ta hãy comment ở bên dưới cái chữ trade plan, lúc đó một sẽ giải đáp cho quý anh chị. Hẹn các anh chị vào video tiếp theo. See ya.